Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng trên 12% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó riêng tháng 6 dự tính đạt trên 3.250 tỷ đồng. Tình hình kinh doanh, sản xuất các ngành hoạt động tương đối ổn định. Các doanh nghiệp và hệ thống các siêu thị thực hiện nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại nên sức mua tăng nguồn cung hàng hóa dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân thị trường nhìn chung bình ổn không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá tăng giá đột biến trong đó sức mua tăng mạnh nhất là nhóm hàng lương thực thực phẩm đồ dùng gia đình vật phẩm hiện nay tỉnh con tum chủ động tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá ổn định thị trường trước tình hình tăng lương cơ sở trong thời gian tới qua đó giúp người dân yên tâm đảm bảo cuộc sống